cầm máy ăn hả? Đi lấy con dây điện lên đi, đi máy lên. Còn không đó, cắt bật nhơ luôn. Tính thẻo mắt mắt lên luôn. Tôi tính thẻo mắt mắt lên rồi đó, ông kêu tôi cắt bật bật cho lên. Thì cái câu vua tôi cũng thẻo bật tôi đi không chứ có móng đâu. Nguyễn Văn Ngõ Hữu Anh ôm đóng trời. Cái điện nó ôm sát cho mình lại đó nha. Oh,
lên cái đầu đây, xuống cái đây cắt được ra mới được. Một dây lên cái đầu đây, xuống cái đây cắt được ra mới được. Ở bên đây là rất là ngoài rồi. Khéo ha. Rồi, cái giờ này sao rồi?